Hợp đồng giữa Ronaldo và Juventus chỉ còn thời hạn đến mùa hè 2022. Theo truyền thông Italia, nếu như câu lạc bộ thành Turin không có vé dự Champions League mùa tới, Ronaldo sẽ chia tay câu lạc bộ. Trước thông tin này, nhiều câu lạc bộ đã bày tỏ nguyện vọng sở hữu chữ ký của Ronaldo, trong đó có PSG. Tuy nhiên, trong cuộc chia sẻ mới đây nhất với truyền thông, mẹ ruột của Ronaldo cho biết bà sẽ thuyết phục con trai của mình trở về quê nhà thi đấu. Tôi sẽ nói chuyện với nó để đưa nó trở về đội bóng tuổi thơ. Năm tới, Ronaldo có thể sẽ chơi bóng ở Sporting. Mẹ là người có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp chơi bóng của Ronaldo và tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng rất vâng lời mẹ mình. Trong quá khứ, Sporting là câu lạc bộ mà Ronaldo khoác áo trước khi chuyển đến Manchester United, Real Madrid và Juventus. Jesse Lingard đang tỏa sáng rực rỡ trong mùa West Ham theo dạng cho mượn. The Hammers rất muốn nóng lòng mua Đức Anh. Tuy vậy, thương vụ Lingard đang bị cản trở vì Man United hét giá 20 triệu bảng. Ngoài ra, mức lương 100.000 bảng một tuần của Lingard cũng khiến cho đội chủ sân Olympic gặp khó khăn. Trong bối cảnh đó, Man United dự tính gọi Lingard trở lại để đưa anh vào thương vụ mua Jadon Sancho. Theo nguồn tin của Sun Sport, Dortmund rất thích Lingard và xem ngôi sao 28 tuổi này như là người thay thế trực tiếp cho Sancho. Nếu như Lingard đồng ý đến Đức, Man United sẽ tiết kiệm được một khoản phí chuyển nhượng không nhỏ. Ngoài ra, việc chuyển một Sancho cũng thuận lợi hơn vì Dortmund sẽ có một sự thay thế ưng ý. Theo nguồn tin từ Mundo Deportivo, thượng tầng Barcelona đã tích cực đàm phán với phía đại diện của Sergio Aguero trong những ngày gần đây và cuối cùng họ cũng thuyết phục thành công ngôi sao Argentina cập bến Camp Nou vào mùa hè. Tờ nhật báo trên cũng tiết lộ thêm, dự kiến sau khi trận chung kết Champions League năm nay khép lại, Barcelona sẽ chính thức thông báo bản hợp đồng mới Sergio Aguero. Sự xuất hiện của tiền đạo Argentina không những sẽ giúp ích cho Barcelona về mặt chuyên môn mà còn được xem như quân bài chiến lược để đội bóng xứ Catalonia có thể trói chân thành công Messi. Trong vài tuần trở lại đây, thông tin Robert Lewandowski có thể rời Bayern Munich bất ngờ xuất hiện trên các mặt báo. Đại diện của tiền đạo người Ba Lan, Silco Pini-Zahavi, được cho là muốn đưa thân chủ của mình đến một bên đồ mới với mức thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, giám đốc điều hành Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, đã thay mặt ban lãnh đạo làm rõ những đồn đoán. Đương nhiên là Lewy sẽ lại Bayern, đội bóng nào lại đi bán một cầu thủ ghi trên 60 bàn trong một năm cơ chứ? Cách đây không lâu, Manchester City cùng Chelsea đã được nhắc đến là câu lạc bộ Premier League có quan tâm đến Lewandowski. Dù vậy, thực tế thì với tình hình hiện tại, quá khó để Bayern tính đến việc chia tay chân sút đã ghi 46 bàn chỉ sau 38 trận ở mùa năm nay. Fikahes Football đưa tin, PSG rất quan tâm chuyển mộ Sergio Ramos trong mùa hè năm nay theo dạng chuyển nhượng tự do. Đại diện của PSG vừa có cuộc tiếp xúc với Rene Ramos, anh trai và cũng là người đại diện của Sergio. Trong cuộc đàm phán này, PSG đã mời chào một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm với Sergio Ramos cùng tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Đồng thời, câu lạc bộ thủ đô Paris cũng hứa hẹn dành cho Ramos một mức đãi ngộ cực kỳ hấp dẫn. Con số chi tiết không được tiết lộ nhưng sẽ vượt xa lời đề nghị của Real Madrid. Hiện tại, ngoài PSG, Man United cũng rất muốn sở hữu Ramos. PSG rất muốn đánh bại Man United khi hứa hẹn sẽ dành cho Rene Ramos mức phí lót tay lên đến 8 triệu euro. Đồng thời, ngoài mức lương cao, Sergio Ramos cũng sẽ có những khoản thưởng vô cùng hậu hĩnh. Như Cảm đã đưa thông tin trước đó, Xavi vừa gia hạn với câu lạc bộ Qatar là Al Sadd cho đến năm 2023. Thế nhưng, tiết lộ mới nhất từ tờ Marca cho biết, câu lạc bộ của Qatar vẫn cho phép Xavi trở về Tây Ban Nha nếu vị chiến lược gia này nhận được lời đề nghị từ Barcelona. Như đã biết, trong bản hợp đồng kéo dài 2 năm vừa được ký kết, không có điều khoản nào nói rõ về chi tiết này. Tuy nhiên, tờ Marca khẳng định Al Sadd sẽ không gây khó dễ cho Xavi và sẽ thoải mái để nhà cầm quân người Tây Ban Nha được quay trở về dẫn dắt câu lạc bộ cũ. Sau một mùa giải không được coi là thành công, Ronald Koeman đang đứng trước nguy cơ cao bị sa thải và Xavi đang là cái tên sáng giá để thay thế.